Men AZ48 là một sản phẩm chuyên để giải quyết các tình trạng táo bón. Và có rất nhiều những bà mẹ khi mà sử dụng sản phẩm đã review lại nói rằng là sản phẩm vô cùng hiệu quả và rất tốt bác ạ. Cháu nhà em táo bón nhiều tháng rồi thế mà mới dùng được 48 tiếng em bé đã đi ngoài một cách dễ dàng. Đây là sản phẩm của Viện Công nghiệp Thực phẩm Bộ Công Thương và cũng là sản phẩm men duy nhất trên thị trường được một viện khoa học sản xuất trên một cái dây chuyền công nghiệp hiện đại, bởi vậy nó rất là an toàn và hiệu quả nên các mẹ hãy yên tâm khi sử dụng. Và điều khiến tôi tâm đắc nhất chính là cái công nghệ thủy phân chất xơ từ thực phẩm đã tạo ra những cái chất xơ hòa tan có tác dụng lên tới 300 lần so với cái chất xơ thông thường, lại được kết hợp với hàng tỷ các cái chủng lợi khuẩn Bacillus subtilis và nhiều các vi chất dinh dưỡng nữa. Men AZ48 chính là một cái sản phẩm men tốt nhất trên thị trường, giúp giải quyết nhanh chóng các tình trạng táo bón, biếng ăn, chậm tăng cân cũng như là sức đề kháng kém. Con nhà mình rất là lười ăn mà mỗi lần mà con đi vệ sinh ý, thì con lại bị táo bón. Khi mà con đi thì thật sự người làm mẹ như mình ý, thì rất là xót xa. Khi đi thì cái phân của con rất là to mà tận 10 ngày một tuần rồi thì mới đi vệ sinh, mà mỗi lần đi như thế mà con cứ khóc chảy ròng ra mà lại còn chảy máu nữa, mình không biết làm thế nào ấy cả. Nhiều khi là mua rất là nhiều các loại men để cho con cải thiện nhưng mà chỉ được khoảng một thời gian ngắn thôi là con lại bị lại, không có ăn thua gì cả. Nhìn con khóc ròng ròng như thế thì cũng tâm sự với một người bạn, thì bạn ấy đã giới thiệu cho mình một loại men mà con nhà bạn dùng rồi rất là hiệu quả, đó chính là men AZ48 của Viện Công nghiệp Thực phẩm. Thì mình cũng rất là vô tư, mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là cứ thử cho con xem như thế nào, thì không ngờ rằng là cực kỳ hiệu quả khi mà cho con dùng. Thì lúc đầu dùng ấy thì mình thấy rằng là chỉ cần có một ngày thôi, sang ngày hôm sau ấy là con có thể tự đi vệ sinh, cái phần con ăn ngon hơn này, cái tiêu hóa của con nó cải thiện, và điều đặc biệt là bây giờ mẹ không cần phải vào nhà vệ sinh với con nữa, mà ngày nào những ngày nào con có thể tự đều đi vệ sinh được đấy. Cái đấy là cái vui mừng nhất của mình, và bây giờ con còn không quấy khóc mình nữa, đấy là điều vui mừng nhất của mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.